cư và đầu tư. Xin chào em Tú, xin chào mọi người. Hôm nay em Tú lại tiếp tục chia sẻ một lô đất nữa. Đó, lô đất như anh chị vừa thấy nha. Lô đất này cho ngang là 4, chiều dài là 20, thổ cư 100% và sổ hồng riêng nha. Mặt tiền của lô đất á, là có đường nhựa 6 m, và đó cái đặc biệt là có cái lề đường 2,5 m nha anh chị để đi bộ. Đó, đây là quang cảnh. Thẳng đây khoảng 20 m á, là có cái chợ Phú Thạnh. À, tí nữa em sẽ quay cái chợ Phú Thạnh cho anh chị xem. Không, đường rất là sạch đó. Rất là sạch sẽ và đường nhựa 6 m. Ừ. Và đây, em quay xa xa cho mọi người thấy. Cái lô đất mình là nằm bên sát bên cái nhà đó luôn. Ra 4 m, dài là 20 m nha anh chị. Em sẽ quay, em đứng chỗ giữa đường em quay toàn bộ cái cảnh xung quanh, lô đất mình cho anh chị xem luôn. À, nhà rất là kính rồi, tại vì ở này lô đất mình đó, nằm ở trong khu dân cư Cát Tường Phú Thạnh anh chị. Đó, phía đó là công viên và đi ngược lại á là chợ. Lô đất mình đã nằm nằm ở giữa hai đoạn đường luôn. Trước mặt lô đất á là có cái lề đường 2,5 m nha, và không có cống rãnh gì hết, nhìn rất là sạch. Ở trong cái khu dân cư Cát Tường Phú Thạnh này á, là điện, nước, mạng và có đèn đường đầy đủ hết nha anh chị. À, em sẽ đi bộ tới, tại vì rất là gần, đi bộ tới công viên ấy, cho anh chị xem nha. Đó, đây trước mặt là công viên. À, tại vì cái lô đất của mình á là nằm ở giữa cái trục đường đường số 4 luôn. Cái đường số 4 đó là đi, nó đi thẳng là đụng công viên và chợ, nó nằm ở giữa nên là đi 20 m là đụng chợ và đi ngược lại 20 m là đụng công viên. À, anh chị thấy không? Ở đây là khu dân cư đã hình thành hết rồi và đường nhựa là 6 m, là cống rãnh thoát nước này kia đầy đủ hết, có lề đường nên là lúc nào cũng thấy rất là sạch sẽ anh chị. À, bây giờ em Tú sẽ di chuyển từ lô đất mình ra trục đường lớn nha. À, lô đất của mình thì cách cái tỉnh lộ 830 á, là khoảng 150 m nha anh chị. Chạy thẳng cái đường này tới đó là chợ Phú Thạnh, đó cái dàn vàng đó là chợ Phú Thạnh, nó cách cái lô đất mình á là khoảng 20 m thôi nha anh chị. Đó, anh chị thấy không? Đó là chợ Phú Thạnh nha, nó chưa hoạt động, hiện tại là cái chợ này chưa hoạt động nha anh chị. À, nếu nó hoạt động thì cái khu này sẽ là vui hơn. À, đó. Và bây giờ, đó, giờ di chuyển ra cổng Cát Tường Phú Thạnh nha anh chị. Và em Tú xin thông tin lại lô đất là lô đất mình nằm trong khu dân cư Cát Tường Phú Thạnh ở Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An, với diện tích là ngang 4, dài 20, tổng diện tích là 80 m², thổ cư 100%, sổ hồng riêng, giá chủ đất đưa ra là 950 triệu nha anh chị. Đây là tỉnh lộ 830 nè anh chị, và em Tú sẽ di chuyển lên cái trạm thu phí luôn. Anh chị nào mà muốn xem đất thì đi tự đi cũng được, hoặc là alo em Tú dẫn đi, Tú sẽ lấy cái mốc trạm thu phí Đức Hòa cho anh chị dễ đi nha. Đó, đó là trạm thu phí Đức Hòa. Từ cái trạm thu phí này di chuyển vô lô đất mình khoảng là 200 m thôi anh chị. Anh chị nào mà thấy thích lô đất này thì hãy alo em Tú nha. Có rất nhiều lô đất khách gửi trong khu này và có nhiều diện tích khác nhau. Anh chị nào cần thì alo em nha. Anh chị nào mà quan tâm bất động sản ở khu vực Đức Hòa, Long An thì hãy nhớ đăng ký kênh của em Tú để được xem nhiều video về bất động sản tiếp theo hơn.